Xin chào anh chị nhà đầu tư. Đa phần chúng ta mới tham gia thị trường chứng khoán chỉ biết đến 3 ký tự của cổ phiếu, thậm chí còn không biết đến tên doanh nghiệp là gì, chứ đừng nói đến cái việc hiểu về cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ra sao, có tốt hay không và có những cái cơ hội rủi ro gì về doanh nghiệp. Chính bởi vậy cho nên AZFIN đưa ra cái chương trình đọc vị cổ phiếu cho người mới. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến cái việc đọc vị cổ phiếu LHG của công ty cổ phần Long Hậu, chuyên về lĩnh vực bất động sản khu nghiệp. Thì tổng quan về lịch sử hình thành của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp này được thành lập năm 2006, khởi công xây dựng khu công nghiệp Long Hậu với quy mô 137 ha. Đến năm 2009 thì triển khai cái khu công nghiệp Long Hậu mở rộng với 108 ha. 2010 thì niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. 2011 thì tham gia vào mảng cho thuê nhà xưởng xây sẵn. 2016 thì triển khai khu nghiệp Long Hậu 3.1 với quy mô 123.98 ha. 2018 thì khởi công xây dựng nhà xưởng xây sẵn tại Đà Nẵng quy mô 29.6 ha. 2022 thì khu công nghiệp Long Hậu 1 và 2 thì đã lấp đầy 100%, Long Hậu 3.1 thì lấp đầy 33%. Tiếp tục cho thuê nhà xưởng xây sẵn. Và tiếp theo là đánh giá về cái nguồn thu chính của cái công ty này, đó là chủ yếu đến từ bất động sản khu nghiệp và các cái lĩnh vực liên quan. Ngay cả đất khu dân cư thì cũng là trong cái quy hoạch của cái khu công nghiệp đó, chứ nó không ở đâu xa cả. Rồi là cho thuê nhà xưởng xây sẵn thì nó cũng thuộc về cái khu công nghiệp cả. Thì như vậy có thể thấy là gần như toàn bộ cái nguồn thu của LHG đến từ cái bất động sản khu nghiệp. Và việc đánh giá công ty này đang ở giai đoạn nào thì chúng tôi cho rằng nó đang ở cái giai đoạn tăng trưởng, bởi vì LHG còn tiếp tục mở rộng các cái khu công nghiệp khá là rộng và cái diện tích thương phẩm của nó còn khá là nhiều, thì chúng ta sẽ xem ở cái slide tiếp theo. Và bên cạnh cái việc đây là công ty tăng trưởng thì nó còn là một công ty sở hữu rất nhiều các cái tài sản ngầm ở đây, đó chính là bất động sản khu nghiệp. Thì trên đây là 5 cái dự án bất động sản khu nghiệp của Long Hậu. Thì Long Hậu 1 và 2 thì đã lấp đầy hoàn toàn rồi, không còn. Long Hậu 3 thì còn 61 ha, Long Hậu 3.2 thì còn 62 ha và An Định thì còn 149 ha. Thì lưu ý là Long Hậu 3.2 và An Định thì chưa đưa vào hoạt động kinh doanh, phải đợi thêm một cái thời gian nữa thì mới có thể đưa vào hoạt động kinh doanh. Thì dự kiến là tầm khoảng năm 2024-2025 thì Long Hậu sẽ đưa những cái dự án này vào hoạt động, từ đó giúp có thể tăng trưởng cái doanh thu lợi nhuận mạnh mẽ từ những cái giai đoạn đó. Tiếp theo về cái cơ hội cũng như rủi ro đối với cổ phiếu Long Hậu là gì? Cơ hội đó là sức khỏe tài chính tốt với lượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu lên đến 23.000 đồng, còn cao hơn giá thị trường. Thứ hai là cái quỹ đất phát triển còn 272 thương phẩm thì có thể mang lại lợi nhuận tối thiểu từ 10 đến 15 tỷ trên một ha, như vậy có thể mang lại đến gần 3.000 tỷ lợi nhuận đến hơn 3.000 tỷ lợi nhuận. Thứ ba là cổ tức cao khoảng 1.900 đồng trên mỗi một cổ phiếu hàng năm. Về rủi ro đó là các dự án An Định và Long Hậu 3.2 có thể bị chậm hơn so với kế hoạch. Thứ hai là nguy cơ thanh toán thêm một cái khoản tiền đền bù với Tân Thuận từ trước năm 2010. Thì Tân Thuận chính là cổ đông lớn và chuyển nhượng cái khu đất cho Long Hậu, và người ta cho rằng là cái Long Hậu này trả vẫn chưa đúng giá thị trường, do đó vẫn còn treo ở đó. Và thứ ba là cái rủi ro khác như là suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế có thể làm cầu với bất động sản khu nghiệp kém, từ đó khiến cho cái tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của Long Hậu kém đi. Thì trên đây chính là đọc vị cổ phiếu Long Hậu.